của Superman là siêu năng lực ở trạng thái cơ bản. Superman thổi một luồng hơi lạnh giá lên kẻ địch lân cận, gây sát thương vật lý và làm chậm tốc độ di chuyển của nạn nhân. Khi kích hoạt trạng thái phi hành, siêu năng lực giúp siêu nhân nhảy tới mục tiêu và bắn tia X gây sát thương lên chúng. Siêu năng lực là kỹ năng gây sát thương chính của Superman, nên năng tối đa trong mọi trường hợp.